Ánh Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền hình ô tô BKTV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Cận cảnh Toyota Innova 2021 nâng cấp tại đại lý, chuẩn bị quyết đấu Xpander. Dường như Toyota Việt Nam định nâng cấp hết các mẫu xe chủ lực của mình để tìm lại địa vị khi ngày càng có nhiều đối thủ nặng ký gia nhập thị trường và lấn át các sản phẩm của hãng. Nhiều mẫu xe vốn là ông vua không gai trong phân khúc nhiều năm liền bỗng bị xoán ngôi trước các tân binh. Trước nguy cơ này, Toyota Việt Nam quyết định sẽ nâng cấp đội hình sản phẩm của mình. Theo tin tức ô tô, mở đầu năm 2020, Toyota Vios nâng cấp đã cập bến thị trường Việt Nam với 5 phiên bản thay vì chỉ có 3 như trước đây. Gia tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng và thị uy với đối thủ ngay khi tháng 1 đã bị Hyundai Accent vượt mặt để giành vị trí xe bán chạy nhất phân khúc cũng như nhất thị trường. Sau đó, trong tháng 6 năm 2020, đối thủ Honda City lại một lần nữa tiếp tục vượt qua Vios để đứng đầu toàn thị trường. Đây được xem là một trong những trường hợp hiếm khi Vios đã trở thành cái tên thất bại trong nhiều năm nay. Cũng trong năm 2020, Toyota Fortuner liên tục bị Hyundai Santa Fe áp đảo trong phân khúc SUV 7 chỗ. Trước đây, dù mang danh thánh lật, nhưng Toyota Fortuner vẫn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có doanh số áp đảo trong phân khúc. Ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry bị mẫu xe Việt VinFast Lux 2.0 vượt mặt liên tục kể từ khi công bố doanh số chi tiết hàng tháng. Phân khúc MPV đã không còn là sân chơi của Toyota Innova khi trong năm 2019, Mitsubishi Xpander đã vượt qua mẫu xe gạo cội này để nắm giữ ngôi vị No. 1 phân khúc. Đến năm 2020, Mitsubishi Xpander tiếp tục duy trì doanh số áp đảo trên thị trường, thường xuyên lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cách đây không lâu, hình ảnh Toyota Innova nâng cấp đăng ký tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị rò rỉ trên Internet. Theo đó, mẫu xe đa dụng sẽ gồm 3 phiên bản Innova 2.0G, Venturo và 2.0V. Hiện tại, hình ảnh thực tế của mẫu xe này tại đại lý đã xuất hiện. Các đại lý cũng bắt đầu cho khách hàng đặt cọc và dự kiến sẽ sớm giao xe. Tuy nhiên, phía chính hãng vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ thông tin gì. Về trang bị, tiện ích của xe cũng vẫn chưa được công bố. Rất có thể trang bị tiện nghi và an toàn trên Toyota Innova mới không thay đổi so với phiên bản thường. Thiết kế ngoại thất của mẫu ô tô mới có chút nâng cấp so với phiên bản hiện hành. Điểm dễ nhận thấy nhất chính là hốc gió tích hợp cụm đèn sương mù phía trước. Một số chi tiết được thay đổi tinh tế hơn. Về hệ truyền động cơ xe vẫn giống như phiên bản hiện hành và loại 1 TRFE 2.0 lít cho công suất 137 mã lực, mô men xoắn cực đại 183 Nm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ BKTV nhé.